Vâng, cảm ơn biên tập viên Lưu Phước. Vâng, đứng cạnh tôi đây là ông Hoàng Trọng Dũng, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn quận Đồ Sơn, giúp cho quý vị các bạn nắm rõ hơn thông tin về cơn bão số 2. Vâng, thưa ông, là câu hỏi lúc này mà người dân rất muốn quan tâm đó là thời tiết tại Đồ Sơn là như thế nào và công tác phòng chống lụt bão tại địa phương là như thế nào ạ? Hiện tại thì thời tiết ở Đồ Sơn là gió cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Hiện nay thì cơn bão số 2 đang đổ bộ vào Đồ Sơn. Trong lúc chiều cường, nước biển cao từ 3,5 đến 3,5 mét. Trong khi đó thì do bão vào đổ bộ vào lúc chiều cường cho nên là sóng bây giờ là từ 4 đến 5 mét. Đã gây ngập lụt một số phường, các khu dân cư của quận Đồ Sơn. Hiện nay chúng tôi đang tổ chức triển khai phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn hết sức khẩn trương và tích cực. Vâng, thưa ông, thời đấy thì là ở khu vực Đồ Sơn tôi thấy thì ngập rất là nghiêm trọng rồi. Những cột sóng cao từ 10 đến 15 mét mà ụp xuống những khu vực kè như vậy thì có gây nguy hiểm gì không? Và chúng ta có biện pháp nào để đảm bảo cho an toàn kè ở khu vực này không ạ? Hiện nay thì những cơn sóng lớn thường xuyên liên tục vỗ vào khu vực kè biển, khu vực Đồ Sơn và đã làm sạt lở một số tuyến kè. Tuy nhiên là trong quá trình thi công thì chúng tôi cũng đã tính tới những cái giải pháp công trình để kè có thể ứng chịu đựng được với lại cấp 9, cấp 10, giật cấp 11 với tần suất 5%. Vâng, thưa ông, là những cái cột sóng mà cao đến như vậy thì dù chúng ta có tính toán rồi nhưng mà theo quan sát của phóng viên thì vẫn có những khu vực bị vỡ và nước đã tràn qua rất là mạnh. Ông đánh giá sao về điều này? Đây là một cái đợt cơn bão nó vào trong lúc chiều cường mà hiếm thấy trong mấy chục năm nay. Có thể nói là cái nước ở tháng 5 chỉ có những cái ngày hôm nay là nước cường và đỉnh cao nhất. Đấy. Vì thế kết hợp với sóng to gió lớn thì một số tuyến kè xây dựng lâu năm đã không chịu đựng được và có thể đã bị vỡ. Và thực tế cho thấy là cũng đã vỡ một số tuyến kè có kết cấu yếu. Vâng, thưa ông, bão ở về Hải Phòng vào buổi đêm thì theo ông cái điều nguy hiểm nhất trong khi mà đối phó với bão về lúc đêm là như thế nào? Trong cái tình huống này thì bão đổ bộ vào ban đêm, nguy hiểm nhất lúc bây giờ là tình hình ngập lụt. Cho nên là chúng tôi, Chủ tịch Ủy ban dân quận đã ban hành công điện khẩn để yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng để thường xuyên là hướng dẫn nhân dân. Thứ nhất là phòng tránh cái việc tai nạn do cái việc ngập lụt xảy ra. Cái thứ hai là bảo vệ các công trình, tài sản của nhà nước và của nhân dân. Cái thứ ba là vẫn phải đảm bảo là duy trì cái trong cái tình huống là đối phó với cơn bão số 2 diễn biến có thể phức tạp thì chúng tôi sẽ chủ động tất cả các phương án đã tính toán sẵn rồi. Vâng, xin được cảm ơn ông. Vâng, xin trở lại trường quay với biên tập viên Lưu Phước.